Retinol, những sai lầm của người mới bắt đầu. Chọn nồng độ quá cao. Nghĩ rằng da bong tróc mới hiệu quả. Không có thói quen chống nắng và cấp ẩm kịp lúc. Retinol EHL Beauty từ Hàn Quốc. Sản phẩm dịu nhẹ, an toàn cho các chị mới bắt đầu dùng Retinol. Chứa thành phần vàng chống lão hóa, Retinol 0.5%. Kết hợp cùng những thành phần như bơ hạt mỡ, sáp ong, dầu hạt cỏ, giúp dưỡng trắng da, cung cấp độ ẩm, chống nhăn, ngăn ngừa và làm giảm các vết nám, sạm, đồi mồi trên da. Sản phẩm hiệu quả hơn khi sử dụng trọn bộ 3 món gồm serum cấp ẩm, Retinol và kem dưỡng phục hồi. Sau 4 tuần sử dụng, làn da đã đều màu, trắng sáng và căng bóng hơn. Retinol EHL Beauty, siêu phẩm tái tạo, khắc phục làn da nhiều khuyết điểm. Để sở hữu các siêu phẩm phiên bản 2023 của Hàng Lê, vui lòng liên hệ các nhà phân phối và đại lý ủy quyền EHL Beauty hoặc hotline 1900 02 38.